Hello mọi người. Thì mình đến với cái chi tiết kỹ thuật phần 5. Lần này là của một bạn gì nhỉ, chả nhớ tên. Bạn ấy yêu cầu là làm về cái dipping shot, dipping suit. Cái này khó vãi chưởng, nhưng mà theo như những gì mình biết thì trước tiên là cầu thủ phải có cái skill dipping shot. Nói chung là cách làm cái này mình làm nhiều rồi, mình tập nhiều ấy, thấy cái tỷ lệ thành công của nó không phải cao cũng chẳng phải thấp, cái kiểu 50-50 vãi luôn, nên là băn khoăn xem có nên làm không, nhưng mà vẫn làm thôi. Nói chung là mình cũng làm được thành công, nhưng mà để làm được cái này mà kiểu gần như là sút quả nào nó cũng dipping shot quả đấy thì nó hơi khó. Từ từ, tiếng này to quá. Nói chung là cái cách thì để tham khảo thôi, chứ còn để mà làm 100% lần như quả nào cũng như quả nào thì nói chung là phụ thuộc vào thời gian tập ấy. Ở đây mình có Neves, có cái kỹ thuật dipping shot. Mọi người vào những cái gọi là tìm thông tin cầu thủ xem cầu thủ đó có cái kỹ năng này không. Thì làm kỹ năng này mình đã làm trước hết được rồi, tức là mình đã tổng hợp ra được những cái lần mà mình sút thành công ấy. Chứ còn bây giờ mình làm luôn mà mình không thành công thì lại nó lại là nhỏ vãi chưởng luôn. Đây mình nói qua nhá. Đầu tiên cái góc sút thì nó sẽ còn rơi vào tầm khoảng cái khoảng mình kể đây này. Cái hướng sút thì cầu thủ không phải là quay mặt thẳng về phía khung thành như này đâu, mà sẽ hơi chếch sang một góc tầm 45 độ gì gì đấy. Lý thuyết nó là như vậy. Sau đấy là mọi người giữ một cái lực tầm 80-90% cái cây lực của cầu thủ sút nhá. Trong lúc mà cầu thủ nhấc chân lên ấy thì mình sẽ kéo cái nút di chuyển về đằng sau. Mình tìm hiểu ấy thì tức là nó có hai cách nhá, tỷ lệ hai cách này nó cũng là như nhau. Tức là khi mà cầu thủ nhấc chân lên chưa chạm vào bóng thì mình kéo cái nút di chuyển về đằng sau như này, tỷ lệ ra dipping shot nó cũng có. Hoặc là lúc cầu thủ nhấc chân lên chưa chạm vào bóng, mình kéo nút sút xuống, nút di chuyển xuống một cái góc 45 độ như này, nó cũng được. Ui, xong đấy, cứ làm là không được. Vậy nên chắc là mình để tổng hợp những cái video mình làm thành công ở bên dưới này thôi. Tức là mình nói qua về gọi là cái góc sút là một nha. Với lại cái lưu ý nữa là lúc mà cầu thủ sút ấy là không được gọi là vừa sút vừa tăng tốc, kiểu như này này, đang tăng tốc như này thì tỷ nó sẽ không được đâu. Mình phải để cho nó kiểu dẫn bóng như này thôi, như một góc 45 độ và nút sút tầm 80-90% cây lực. Tí nữa mình sẽ edit video mình chỉ rõ hơn cho. Bây giờ là mọi người xem video mà mình tổng hợp bên dưới để ấy nhá, bởi vì cái kỹ thuật này nó cũng tỷ lệ thành công nó không hẳn là 100% như kiểu là Pat and Move là một này, hay là Double Talk như kiểu trước này. Nó đều là những cái mà tỷ lệ thành công là 100% thì mình làm tự tin hơn, chứ còn làm những cái này gọi là mang tính chất tham khảo là chủ yếu thôi. Vậy nên mình sẽ để video bên dưới mọi người xem nhá.